8. Ngày 8, 8 Tây 8 âm luôn, ngày chủ nhật luôn, thứ 8 luôn. Mình rước con heo khủng bố về. Heo này là heo mua không, con heo là 500.000. Mà con heo này thì không có bỏ tờ nhỏ, chỉ bỏ tờ 500 thôi. Như con heo này mình dự định là sẽ bỏ là 19 năm sau. Dự định là 19 năm sau là heo này nó mới đầy được là 500.000. Heo bự nửa xe chứ nhiêu. Giờ đó mình ý tưởng của mình là mình sẽ bỏ 19 năm sau để mình khui con heo mập này ra. Đó, heo này 500.000 đó. Mình cũng bỏ tờ 500 luôn. Rất là đẹp. Nửa chiếc xe đó. Để lên cái xe, nửa xe mình sẽ bỏ 19 năm nữa, 19 năm sau sẽ khui nó ra. Em nó đã có cái chỗ rất là tuyệt vời luôn. Đây, giá mua con heo này không mà 500.000. Bề ngang gần 5 tấc, 3 tấc rưỡi, gần 4 tấc luôn. Ở với cái tủ, ở chỗ ở cho em nó đẹp trai luôn. Ở ra với cái tủ sắt, kết sắt của mình. Em nó nằm trên kết sắt, lót cho em nó đàng hoàng luôn, và ở một góc rất là hữu tình luôn. Mong em nó nằm mau đầy nha. Em này chỉ nhận 500k thôi, không nhận số tiền nhỏ nha. Ai, bữa nay là ngày 8 tháng 8, ôi lộn, bữa nay là thứ 8. Ngày trên cũng 8, ngày dưới cũng 8. Đây, mình sẽ bỏ cho em nó 500k khai trương với con số là chiếm số đẹp đi. Chiếm số đẹp đẹp chút. Chiếm số series đẹp chút. Series này mấy? 54, 24. Máy tử không được. Chiếm số nào đẹp trai. 74 tử không được. Xuống đây mò để kiếm tờ nào đẹp bỏ vô cho nó. Năm mươi bốn không được, 74 không được, 02 là không mãi, 1425 là mãi phá, mãi ngủ. 02 là không mãi, không im. Từ tiền ngủ gì đây. 1689 là tiền chết rồi. Tài tiền ngủ, tiền ngủ cũng ok, số đẹp đó. Cũng được thôi. 24 là mãi tử. 24 tiếp. Tử không tử này là không tử, không không được, mãi tử không không được. Kiếm một tờ tiền đẹp để mình cho em nó. 86 là tài phát. Wow, mãi tài phát đây. Mãi nhất tam tài không phát là chưa phát ha. Mãi nhất tam tài là một lần ta tam tài không phát. Rồi đầu ở phía sau là đầu phát, lộc phát. Ôi, mãi phát lộc, mãi lộc phát là lộc phát ra ngoài cho người ta không được. Chết tài chết tiền không được. Kiếm tờ nào ngon nhất bà, nhất không được, bỏ vô heo nè. Đang kiếm cái tờ tiền nào nó ngon lành đó. Má, cái tờ này đúng nhất nách luôn. Không tài ngủ phát, ngủ tiền không tiền không được, không chơi. Số không tiền là không chơi rồi. 29 là hai chết, 29 là hai chết không chơi. Chánh nữa kiếm người ơi, có tờ 500 nào số đẹp không chánh? Có tôi số series nào đẹp không? Ngủ ngờ tài ngủ. Còn này là không. Coi số series mấy? Coi số series đẹp không? Không tài ngủ phát, không tài ngủ phát, ngủ phát. Không tài ngủ phát, ngủ tài không tài không được. Tờ này
cuối cùng không tiền không được. 24 là mãi tử không được. 84 là tử nữa không được, tử đuôi không được. Tài tài chết. 8 là tài, số 4 là tài chết. Nhất 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 gì? Chết chết phát phát. Chết chết tài tài. 6286 là mãi phát tài, hơn số này đẹp nhất không còn đường nào nhé. Mãi nhất tam tài không sao. Mãi mãi tài phát. Mãi tài phát. Ôi, con số này không còn số nào đẹp hơn nữa. À. Mãi nhất tam tài không sao. Mãi nhất tam tài không sao, đâu có mãi tài phát. Ok, vào. Vào thôi em. Em này là em phát pháo đầu tiên mãi tài phát, mà tức là mãi có tiền. Mãi có tài, tiền, tiền tài. Ok. Vào em ơi. Đó, heo này chỉ nhận 5 sĩ thôi nha. Bữa nay là ngày là kêu bằng Phật Đảng của Việt Nam, của Phật giáo Việt Nam đây. Rồi, lấy cái tờ 500 này đẩy nó vô, gọt vô trong đi em. Con heo này chỉ nhận 5 sĩ thôi. Thì đầy heo này cỡ mười mấy năm chứ nhiêu. Ai chào các bạn đang xem video của mình. Rất là tuyệt vời. Cho heo ăn tờ 5 sĩ.